Thưa quý vị, hôm nay vòng chung kết đầy kịch tính, hấp dẫn của lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn năm 2019 đã chính thức khép lại với chiến thắng cuối cùng thuộc về châu số 07 của ông Bùi Xuân Khánh, phường Bằng La. Chiến thắng này cũng đã ghi dấu thành tích 2 năm liên tiếp phường Bằng La vô địch lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn. Tất cả rút ra ngoài sân. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy đã... Và cũng không kém phần quyết tâm chiến thắng trước châu số 07. Và lúc này chúng tôi thấy rằng châu số 07 đang dùng sự cân bằng thế trận trước châu số 07, mặc dù bị đẩy lùi. Những pha áp sát, đẩy, ghi sừng, hiểm hóc, cùng với sức mạnh, thể lực dẻo dai, ông châu số 07 của ông Bùi Xuân Khánh, phường Bàng La đã xuất sắc vượt qua 15 ông châu tham gia lễ hội chọi châu năm nay để giành chức vô địch. Chiến thắng này không chỉ thể hiện sức mạnh, tố chất sẵn có của ông châu được lựa chọn tham gia lễ hội, mà còn cho thấy sự công phu tài hoa của chủ châu trong quá trình tìm kiếm, chăm sóc, huấn luyện để mang đến cho lễ hội những màn đấu kịch tính, mãn nhãn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 đã kết thúc với việc tìm ra ông châu vô địch, đấy là ông châu số 07 của phường Bàng La, và đây là năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có châu vô địch ở trong lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn, và chúng ta hãy cùng hòa chung niềm vui với người dân Bàng La. Tôi rất vui mừng, lần đầu tiên tôi có châu góp mặt ở vòng chung kết. Tôi được giải nhất ngay, tôi quá tâm nguyện, anh em đã ủng hộ tôi gọi là hết mình thôi. Năm nay tôi rất vui. Tôi sẽ cố gắng sang năm là năm thứ 3 cho Bàng La vô địch luôn. Với người dân Đồ Sơn, chức vô địch dù có thuộc về ông châu nào thì điều quan trọng nhất vẫn là lễ hội chọi châu phải thể hiện được tinh thần thượng võ, bản sắc văn hóa, tâm linh đặc trưng của cư dân miền biển Hải Phòng.